vậy? Mời vào, cửa không khóa nhé. Kẹt cọp. Ơ kìa, Trò Nhi. Dạ, em thưa thầy, Huy em mới tới. Đưa tay ra, thầy quýnh một cái nè. Ủa sao vậy thầy? Thầy quen. Ủa gì kìa vậy? Thầy ơi. Ủa sao dạ, ngày hôm nay lại con tới đây thăm thầy vậy? Dạ đúng rồi, dạ thưa thầy, ngày hôm nay không biết là trong bếp của thầy nấu món gì vậy thầy? Thầy đang xào kịch bản của chương trình. Wow. Tại sao kịch bản nó khó lắm hay sao mà thầy phải xào vậy thầy? Tại vì ngày hôm nay thì thầy thấy trong đây có rất nhiều món ăn ngon vật lạ à. Thì không biết là hôm nay là ngày lễ thầy giáo, cô giáo nè, đúng không? Ngày nhà giáo Việt Nam. Dạ. Thì không biết là con có bài hát nào dành tặng cho thầy hay không nè? Dạ không, thưa thầy, con đã bỏ hát lâu rồi. Trời ơi. Dạ. Giá gì lúc này mà con hát tặng thầy bài Bụi Phấn thì hay biết mấy. À, con sợ thầy nghĩ vậy thưa thầy. Không, con hát một câu đi, thầy hứa thầy không nghĩ vậy đâu nào. Hai, ba. À, 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam. Đúng rồi. À, xin gửi đến tặng đến thầy Huy và tất cả các thầy cô giáo khác ở đất nước Việt Nam này một bài hát Bụi Phấn. Ồ. Thầy đã viết bản nè con. Khi thầy viết bản Bụi Phấn rơi, có hạt bụi nào rơi trên dàn, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy. Trời ơi. Ê, thầy ơi, chúng ta hãy cùng hát điệp khúc nào. Chúng ta hãy cùng hát điệp thầy khúc. Thầy đã khóc rồi con à. Chúng ta hãy cùng hát điệp thầy khúc. Thầy đã khóc rồi con à. Con quá cảm động mình. Quá tuyệt vời. Thầy ơi, sao thầy khóc mà nước mắt nó cả ướt cả mặt vậy thầy ơi. Thầy cảm động quá, thầy cảm ơn con. Đón xem tập 7 Ẩm thực kỳ duyên phát sóng vào lúc 20:30 thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2018 trên kênh HTV7.